biện lợi và sẽ có các lớp ở lại để nhận quà. Rồi, và xin mời Lucid lên. À không nhảy nữa anh, không nhảy nữa. Dạ thôi mời anh xuống giúp em đi. Dạ. Dạ anh ơi, anh mời anh xuống ở phía dưới. Một thì anh đứng nghiêm, một thì anh đứng nghiêm. Dạ. Mệt động ghê. Âm nhạc lên xíu ạ. Xin chào một toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với một game show rất là thú vị dành cho tất cả chúng ta. Đó là game show được mang tên Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp Mẫu Giáo. Bắt đầu. Và MC sẽ đưa ra một câu hỏi. Nhiệm vụ tất cả các anh chị là suy nghĩ trong vòng 5 giây và trả lời. Ai trả lời đúng thì ở lại, trả lời sai thì đi về, không trả lời thì về luôn. 6 giây được không MC? Ok, 6 giây là đi về. Và bây giờ các anh chị đã hiểu chưa? Trước khi chơi thì khởi động nào. Mình nhúng 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 nào. Mình nhúng nhúng nhúng. Mình lắc lắc lắc. Mình lắc lắc lắc. Và bây giờ mượn một tí mi. Và bây giờ mời anh trả lời câu hỏi đầu tiên. Anh đứng đây ạ. Dạ dạ. Chúng tôi sẽ biết được những câu hỏi để chúng tôi biết được câu trả lời. Đề nghị MC nói từ từ đúng vào vấn đề để chúng tôi còn biết, chúng tôi còn trả lời. Và đầu tiên chính là gì? Chúng tôi là ai? Và tôi đâu biết được thế nào? Vậy khi nào anh mới trả lời? Tôi chưa hỏi mà. Một câu hỏi dành cho anh. Ngày xưa anh học giỏi nhất môn gì? Anh cứ nghiêm túc coi. Cái công an bắt bây giờ. Ngày xưa anh học giỏi nhất môn gì? Môn toán chứ gì đâu. Môn toán, ok. Bây giờ một câu hỏi dành cho môn toán nhận ra như sau. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 3. Vỗ tay quý vị ơi. Cái này hỏi cho vui thôi. Dạ. Bây giờ một câu hỏi dành cho anh như sau. Nhanh nha, một bàn tay có mấy ngón? Một bàn tay lúc nào cũng chỉ để bàn tay nguyên là 5 ngón. Rồi ok, hai bàn tay có mấy ngón? Hai bàn tay nếu hai tay nguyên là đủ 10 ngón. 10 bàn tay có mấy ngón? 10 bàn tay là 10, 5 ngón 10. Vỗ tay cái bia ơi, chúc mừng anh lọt vô vòng trong. Dạ, dễ vậy thôi. Và bây giờ xin mời anh bước lên trên một bước. Anh ra phía sau giúp em cái. Kêu công an bắt bây giờ. Gì? Em tên Hoàng, đến lớp đây làm việc kệ em. Làm việc kệ em, ok. Cái này là làm chắc là con ông ăn mặc hết không nói được. Việc riêng. Ngày xưa anh học giỏi nhất môn gì? Môn hóa thầy tính. Môn hóa thầy tính. Một câu hỏi về chủ đề lịch sử dành cho anh như sao? Gọi làm gì vậy? Anh giỏi hóa em hỏi làm gì? Ok. Một câu hỏi rất là đơn giản, nghe kỹ trả lời. Ngày xưa vua gọi hoàng hậu bằng gì? 5, 4, 3. Hoàng hậu. 1, trả lời. Hoàng hậu. Hoàng hậu, chắc chưa? Chính chính chính, bằng mẹ. Và hoàng hậu là một đáp án. Chúc mừng anh, sai. Em về là với học sinh lớp mẫu giáo trả lời. Dạ thưa chú, cây màu xanh. Có
hỏi cây chứ đâu hỏi cái bông đâu mà màu hồng. Trời ơi, dễ không ạ? Quá dễ. Và xin mời anh lên trên một bước. Hey, mình nhúng 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 nè, mình lắc lắc. À, thôi được rồi, đừng lắc nữa, thấy ghê quá. Anh thích chủ đề thì anh nói luôn đi. Thôi khỏi cần đi. Một câu hỏi dành cho anh về chủ đề động vật. Bộ sao hỏi hồi xưa anh học mỗi môn gì? Ngày xưa anh học giỏi nhất là môn gì? Hồi xưa anh học giỏi nhất là môn sinh môn lý. Môn sinh môn lý có nghĩa là sinh lý anh ok? Ổn định. Ok, em thì yếu sinh lý. Về đời của anh sẽ hứa đưa em lên tầm cao mới. Ok, ngày xưa em học cao lắm, em học lầu 4 lắm. Anh học lầu 5. Thôi hết giờ rồi, đừng nói chuyện nữa. Một câu hỏi về chủ đề môn sinh hay là lý, anh thích chọn luôn. Anh thích môn toán. Một câu hỏi về chủ đề môn toán như sau, nghe kỹ trả lời. 1+1=2 đúng không? 2+2=4 chính xác. Cái này hỏi cho vui thôi, bây giờ mới vô câu hỏi dễ nè. 3+3=5 khi nào? 5. 3+3=5 thì sai. Vỗ tay của mình ơi, chính xác. 3+3=5 khi làm toán sai. Rồi anh lọt vào vòng trong. Rồi, ủa tới lượt anh luôn hả? Dạ. Hey, mình lắc 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 nào lắc. Thôi thôi được rồi, rồi. Nãy nãy nhiều. Anh tên gì? Đến từ đâu? Anh tên Phương, đến từ 12 E. E đâu? E đâu? E đâu? E đâu? Và bây giờ cho em hỏi ngày xưa anh học giỏi nhất môn gì? Môn môn cà khịa. Môn cà khịa, một chủ đề cà khịa. Không có chủ đề cà khịa. Và bây giờ không chắc bạn ơi. Ok, và bây giờ một câu hỏi dành cho anh như sau về chủ đề động vật. Đố anh, con bà con người ta gọi là con gì? Con bà con gọi là con. 5+4=3 con nghe nghe nghe. Vỗ tay quý vị ơi, một câu trả lời hoàn toàn sai bét. Con gì? Con nghe. Trả lời lại con gì? Con nghe. Con nghe rồi, xin mời anh về chỗ. Hãy xuống đi em. Hãy xuống đi em. Hey. Hãy xuống đi em. Con bò con người ta gọi là con bê, ai đồng ý ạ? Con nghe là con trâu. Trời ơi. Xin mời anh lên đây. Đây, đây, đây. Em tên Phước, đến từ 12C. Anh học giỏi nhất là môn gì? Môn. Anh đừng có giật cái này, môn, có sóc sóc bài à. Môn. Một câu hỏi dành cho anh như sau, nghe kỹ trả lời. Một câu hỏi về chủ đề thể thao ạ. Hey, hey. Trong một cuộc chạy đua, nếu mà anh vượt qua người thứ hai thì anh đứng thứ mấy? 5+4=3-2-1. Trong một cuộc chạy đua, chạy qua. Hết giờ ông nội. Không còn lại. Trong một cuộc chạy đua. Anh ơi anh. Dạ anh Trần Văn Đồng. Trong một cuộc chạy đua, nếu như em vượt qua người thứ hai, anh sẽ đứng thứ mấy? Trong một cuộc chạy đua, tôi hết giờ. Tôi là người thứ nhất. Vỗ tay của mình ơi. Yeah. Tôi em hãy về đi, chuyện tình đôi ta xin đưa vào huyền thoại. Dạ. Muốn đứng thứ nhất phải vượt qua người thứ nhất đúng không ạ? Đây mới vượt qua người thứ hai mà đòi đứng nhất. Rồi, ok, đồng ý cho chàng vỗ tay. Dạ, xin mời chị bước lên đây một bước. Hey, lắc 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 nào, lắc mạnh lên nữa nào. Hey, à, không nổi hả? À, hiểu. Chị tên gì, đến từ đâu? Mình tên Nội, đến 12E. 12E đâu? Ok,
chủ đề hoạt hình. Nghe kỹ trả lời một câu hỏi phụ dành cho chị. Trong tất cả các loài chuột, chuột nào đi bằng hai chân? Chuột Mickey. Vỗ tay của mẹ ơi. Cái này hỏi cho vui. Một câu hỏi chính thức dành cho chị như sau. Trong tất cả các loại vịt, con vịt nào đi bằng hai chân? Vịt đồ nàng. Vỗ tay của mẹ ơi. Làm sai luôn. Nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường. Vịt nào mà không đi hai chân bà nội? Vịt đô nan. Con vịt cỏ, con vịt xiêm nó không đi hai chân mà. Vậy bà đòi chủ đề hoạt hình. Dạ, nhưng mà vui thôi chị. À dạ. Và ngay bây giờ một câu hỏi dành cho chị lên đây. Hey, lên. Chị tên gì, đến từ đâu? Tên Tâm, đến từ 12 gấu. Ok. Chị học giỏi nhất là môn gì? Môn toán. Môn toán. Và bây giờ một chủ đề môn sinh động vật dành cho chị. Hồi nãy là con bò con người ta gọi là con bê. Con trâu con người ta gọi là con lé. Chính xác. Nhưng mà này hỏi cho vui. Chị biết con lừa không? Con lừa. Con lừa. Một câu hỏi dành cho chị như sau. Đố chị con lừa mẹ người ta gọi là con gì? Con lừa. 5, 4, 3, 2. Con lừa mẹ gọi là con lừa mẹ. Vỗ tay quý vị ơi. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chỉ đợi một cơn mơ sẽ so sánh. Con lừa mẹ gọi là con hư hay là con mất dạy? Đúng ạ. Ở nhà mà mấy đứa con nó lừa mình là mình chửi nó liền. Cái đồ hư, đồ mất dạy. Ok, đơn giản vậy thôi. Dạ, xin mời chị lên đây. Ủa, nãy giờ có mình ăn thôi hả? À, hai người hả? Hey, chị đến từ lớp nào? Chị đến từ 12 tháng. 12 tháng đâu? Bây giờ một là mang danh dự về cho 12 hát hay là xóa tan hết những danh dự còn lại. Và bây giờ chị trước chủ đề gì nói luôn? Chủ đề nào cũng được. Chủ đề nào cũng được. Và bây giờ một câu hỏi dành cho chị về chủ đề thời gian. Khảo sát 500 người thì hết 499 người trả lời câu hỏi này. Về nhà đặt hết đồng hồ luôn. Lắng nghe đố chị. Khi kim giờ và kim phút nằm giữa số 1 và số 2 đó là mấy giờ? 5, 4, 3, 2. Nằm giữa số 1 và số 2 đó là mấy giờ? 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Khi kim giờ và kim phút nằm giữa số 1 cướp lời bài hát. 5, 4, 3. Khi kim giờ và kim phút nằm giữa số 1 và số 2 đó là mấy giờ? Rất là nhiều đáp án ở phía dưới. Nhưng mà nghe đội bạn là chết đó. Kim giờ và kim phút nằm giữa số 1 và số 2 đó là mấy giờ? 0 giờ. Vỗ tay quý vị ơi. 0 giờ là một đáp án chính xác. Dạ chỉ trả lời lụi nhưng mà đúng. 0 giờ là số 12 đúng không ạ? Nằm giữa số 12 là 0 giờ. Rồi ok. Và bây giờ người cuối cùng anh phải đeo kiếm cho mấy ngầu. Dạ đúng rồi. Đó, thấy đẹp trai không quý vị? Đẹp trai không? Và theo em thống kê những người đẹp trai thì hãy trả lời sai lắm. Ngầu á. Mấy người mà ngầu thường ra về trắng tay. Anh tên gì? Đến từ đâu? Tên Huy, anh đến từ A B. Ok. B đâu? B đâu? B đâu? B. Và bây giờ anh chọn chủ đề gì? Chủ đề vui vẻ. Chủ đề vui vẻ. Hồi nãy giờ câu hỏi nào cũng vui hết. Và bây giờ một câu hỏi bất kỳ dành cho anh về chủ đề cầu được học. Trong tất cả các loại cầu đố anh cầu gì đẹp nhất? Cầu hồng. Cầu hồng. Vỗ tay của mình ơi. Cái này câu hỏi phụ cho vui. Bây giờ vô câu hỏi chính thức. Trong tất cả các loại cầu, cầu gì nhỏ nhất, ngắn nhất, nhà nào cũng có? Vô. 5. Cầu gì? Cầu gì? Chính xác. Vỗ tay đúng không? Lớp B ai mới chơi cầu tiêu đó. Nghĩ sao vậy?
và chúc mừng anh là người thắng cuộc ở lại. Dạ. Và kính thưa tất cả quý vị, ông thần kia nhậu nữa hả? Rồi vô đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục bốn lớp sẽ tranh tài với nhau rất là nhanh thôi. Dạ. Và một cuộc đối đầu. Bây giờ lớp A mình lớp gì ạ? Lớp B. Lớp B, chị lớp gì ạ? Lớp H và lớp B. Từ đã. Hai anh này chờ lâu rồi, chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ đến với phần thi đối mặt. MC sẽ đưa ra một câu hỏi bất kỳ. Ai biết câu trả lời thì đập tay vào tay. Ok. Tay vào đâu? Rát quần. Tính giải trí ông này cao lắm. Giờ đập vô hả? Bây giờ khi nào mà biết đáp án thì bấm cái chuông. Thay vì bấm chuông là đập vô tay. Dạ. Anh có tham gia không là lợi luôn nha. Rồi anh lên thi. Lớp nào rồi? Lớp F đúng không? Lớp F đâu hả? Rồi. Anh lớp gì? Tôi ông mất thời gian quá. Thôi lớp gì kè ông đi. Rồi bây giờ một câu hỏi. Ai biết đáp án thì đập chuông trả lời. Đập mà trả lời sai là lợi. Ok. Rồi thử đập chuông nào. 1, 2 Một câu hỏi. À thử chuông. Thử chuông. Nhưng mà mình cũng người với nhau mà anh. Đập hơi đau nha. Dạ. Một câu hỏi dành cho hai anh như sau về chủ đề tắm biển. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen. Người da đen đi tắm biển thì bị gì? Vẫn cứ đen. Vẫn cứ đen, vỗ tay quý vị ơi. Một câu trả lời sai thì chật lắc luôn. Dạ. Dạ dạ anh dạ đi xuống giúp em ạ. Sai rồi dạ. Tạm biệt em đi về nơi nóng đêm nhé. Dạ chúc mừng anh không trả lời cũng lọt vô. Dạ. Đôi khi im lặng là giải pháp tốt nhất. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen. Còn người da đen đi tắm biển thì bị ướt. Vậy thôi. Trời ơi. Xin mời hai thí sinh tiếp theo lên nào. Rồi xin mời hai thí sinh trước khi thi đấu thì bắt tay nhau một cái. Ôm nhau thì thôi bỏ đi. Dạ. Ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Nhớ kỹ nha. Một câu hỏi của Thế Cường dành cho hai thí sinh. MC tên gì? Mới nói xong. Thái Cường. Thái Cường, vỗ tay của mẹ ơi. Ôi, vui quá. Là sai rồi. Là sai rồi, dạ sai bét luôn. Ok. Dạ. Em là Thế Cường. Dạ tí nữa em sẽ đưa căn cứ công dân luôn. Nói chung là từ nãy lên đây thi á, nói chung là cũng bị vui vẻ rồi. Nói chung là nhiều lỗ, không mong là được có giải gì hết. Nhưng mà mong MC á là xong cái cuộc vui này, Châu Huy gửi tặng tới tất cả thầy và các bạn một nhạc phẩm riêng của Huy 20 năm ngày tuyệt vời. Đó là xong cái này. Cái này là một lời trăn trối trước lúc ra về. Dạ. Cảm ơn anh, dễ thương, tí là cho anh hát nha. Dạ. Và kính thưa tất cả quý vị và quán quân của chúng ta, đó chính là hai thí sinh còn lại trên sân khấu ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ phải có nhất có nhì đúng quý vị. Rồi bây giờ cảm ơn âm nhạc. Rất là đơn giản, MC hỏi bất kỳ câu gì, nhiệm vụ của hai người trả lời đúng hoặc là sai, ngoài hai đáp án đó loại. Rồi bắt đầu. Nhưng mà anh hiểu, anh đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu. Chị đã hiểu chưa? Hiểu. Rồi loại luôn hai người. MC hỏi câu hỏi gì là trả lời đúng hoặc sai. Trời ơi, nãy giờ anh chưa hiểu hả? Chưa nói bắt đầu. Rồi loại luôn. Rồi chị hiểu chưa? Đó, phải như vậy. MC đi, phải nói bắt đầu cuộc chơi. Chúng ta chính thức bắt đầu thì mới tính chứ. Rồi, ok. Nãy giờ nháp thôi quý vị ơi. Nháp thôi. Nhưng mà bây giờ hỏi lại cái này thì ai cũng biết rồi, không hỏi trò này nữa. Bây giờ bắt đầu chưa?
Bây giờ mình sẽ dùng từ kết thúc. MC nói cái gì thì tất cả các anh chị phải nói theo như vậy. Khi nào kết thúc thì thôi. Ok. Rồi bây giờ thử nha. Trai xinh. Trai xinh. Trai xinh. Gái đẹp. Gái đẹp. Thầy cô dễ thương. Thầy cô dễ thương. Nãy giờ là mấy người rồi? Nãy giờ là mấy người rồi? Vỗ tay các vị ơi. Wow. Thấy đối thủ của mình như thế nào ạ? Thấy đối thủ của mình như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không ạ? Vỗ tay các vị ơi. Level càng ngày càng cao. Thằng bị cáo chở thằng bị can, cán chết thằng bị cán trước nhà con cám. Thằng bị cáo chở thằng bị can, cán chết thằng bị can trước nhà con cám. Thằng bị cáo chở thằng bị can, cán thằng bị can trước nhà con cám. Vỗ tay quý vị. Một hôm mẹ con cám bắt con cám thay cô Tấm đi mua cám cho heo ăn. Một hôm mẹ con cám bắt con Tấm. Và một tràng vỗ tay thật lớn à. Dạ, một hôm mẹ con cám bắt con cám thay cô Tấm đi mua cám cho heo ăn. Mà bầy heo của mẹ con cám không chịu ăn cám của con cám, mà cứ đòi đi ăn cám của con Tấm. Mà con cám rất là buồn về chuyện bầy heo của mẹ con cám không chịu ăn cám của con cám mà ăn cám của con Tấm. Hiểu không? Và cái vụ quanh này là một hôm thằng bị cáo chở thằng bị can cán chết thằng bị cán trước nhà con cám. Mà chính mắt con cám là chứng kiến cảnh thằng bị cán bị thằng bị cáo chở thằng bị can cán chết thằng bị cán. Như con cám là cam kết chắc chắn với chánh án. Và chánh án không hỏi con cám nữa mà chánh án hỏi bị cáo. Và bị cáo báo cáo với chánh án là bị cáo thôi bỏ MC chơi mình đi. Rồi ok, và ngay bây giờ xin mời ban tổ chức sẽ quà đâu. Dạ sẽ có hai phần quà để dành tặng cho hai lớp ạ. Dạ phần quà này phát sinh chắc dưới tỷ thôi hả? Làm bia. Làm bia chưa? Dạ. Chết một lần gì nữa. Rồi hai tỷ, hai anh chị cùng nhận quà của ban tổ chức ạ. Dạ hai người nhận luôn, hai người về tự chia chứ em chưa không được. Dạ. Dạ đưa đi về nhậu nha. Rồi hai người dắt tay nhau đi ra ngoài kia nhậu cũng được.